Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh phổ thông cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 5 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang cái bài tập số 1 của cái phần luyện đọc rồi các bạn, phần reading đó. Thế thì trong cái video này chúng ta sẽ cố gắng làm 3 cái bài tập của phần luyện đọc luôn các bạn. 3 bài tập này nó cũng ngắn thôi, mình chỉ cố gắng giúp các bạn làm trong một video này. Và sau đó có cái phần sau khi chúng ta luyện đọc đó, thì nó cũng ngắn thôi các bạn. Rồi, vậy thì đầu tiên mình sẽ làm việc với bài tập số 1. Bài tập số 1 này á là một bài tập mà ghép một cột, một chữ ở bên này với một cái định nghĩa của nó, giải thích nghĩa của nó ở bên này. À, một bên A là từ và bên này là bên giải thích nghĩa của nó. Các bạn hình dung được đúng không? Và đương nhiên tất cả những chữ bên cột A này chúng ta đã được học, chúng ta được dịch, chúng ta đã có trong cái bài luyện đọc rồi. Bây giờ chỉ là cái lúc để chúng ta ôn lại thôi, để chúng ta kiểm tra lại thôi. Ví dụ cái chữ magical này các bạn, magical này trong cái bài dịch của mình á, mình dịch cho các bạn gì các bạn? Magical lúc đó mình dịch các bạn là như là kỳ diệu á, kỳ diệu phi thường, phép thuật gì đó, đại loại những cái tính từ mang cái nghĩa huyền bí như vậy đó các bạn. Thầy hay xem bóng đá là thầy rất là thích Messi, mỗi lần Messi đi bóng là các bình luận viên bảo là wow, magical Messi, hay là wow, magical Ronaldo đó, đã là thế. Thì cái từ này nó nghĩa, nó chỉ là một cái người mà có thể tạo nên những cái phép kỳ diệu đó các bạn, giống như ảo thuật đó, mà nó cũng nhiều nghĩa lắm, ảo thuật nó chỉ là một nghĩa thôi. Vậy thì nó tương ứng với cái định nghĩa bên cái câu C này các bạn này, một cái gì đó, một cái cách thức nào đó mà nó mang tính huyền bí này các bạn này, huyền thoại, huyền bí này, một cách thức gì đó rất lạ này, rất lạ, rất huyền bí này, thì nó phù hợp định nghĩa cho cái từ này. Và bây giờ các bạn học ở tiếng Anh cấp cao của các bạn rồi, lên lớp 10, 11, 12 rồi, thì các bạn cố gắng một cái từ về tiếng Anh đó, chúng ta cố gắng hướng nó theo cái định nghĩa sang cái tiếng Việt một tí, à vâng, theo một cái tiếng Anh đó, từ cái nghĩa tiếng Anh mà giải thích sang nghĩa tiếng Anh nữa, thì dần dần các bạn quen dần. Đầu tiên có thể các bạn thấy khó khăn, ngày xưa thầy cũng cảm thấy khó khăn thôi, nhưng dần dần thầy thấy quen rồi, bây giờ thầy thấy nó bình thường. Nhưng bây giờ các bạn thấy dần dần làm quen dần, dần dần thoát ly dần với cái từ điển tiếng Anh Việt các bạn nhé, dần dần thoát ly dần. Bây giờ thầy gần như là 90% là thầy thoát ly khỏi cái tiếng Việt, từ điển tiếng Anh Việt rồi. Cơ bản là từ một từ tiếng Anh đó, thầy xem cái cách giải thích nghĩa tiếng Anh của người ta, từ một từ tiếng Anh, cách giải nghĩa tiếng Anh là thầy hiểu luôn, chứ không cần phải xem tiếng Việt nữa. Gần như là 99,99% thầy không dùng tiếng từ điển tiếng Anh Việt nữa rồi các bạn. Cơ bản thì bây giờ nếu các bạn làm được như vậy là quá tốt, còn không thì bạn tập dần đi, tập dần là nó ok, dần dần sẽ làm được các bạn ha. Rồi, cái thứ hai là cái nơi mà có cảnh đẹp này, đó, cái nơi chốn có cảnh đẹp. Thì trong bài mình dịch các bạn là những cái nơi có cảnh đẹp thì chúng ta hiểu nó là gì? Tương ứng với đây, cái câu 2 này tương với câu E nè. Đây, nơi, những nơi mà sao? Nơi mà có nhiều cảnh đẹp, rất là thú vị nè, rất là đẹp nè, có nhiều cảnh thú vị và đẹp đẽ, thì người ta hay dùng là places of scenic beauty đó các bạn ha. Đó, trong bài thì chúng ta cũng đã có gặp rồi, cho nên các bạn cũng cố gắng đã làm quen dần những cái chữ như vậy để chúng ta sau này chúng ta luyện dịch cho nó tốt. Rồi, câu số 3, interact là trong bài mình dịch các bạn là tương tác đúng không nào? Sự tương tác, tính tương tác, khả năng tương tác á, thì đây, thì mình phải hiểu cái cách người ta chuyển tải sang tiếng Anh là gì? Một cái sự liên kết hay cái hành động trên cái đối tượng, mỗi cái đối tượng khác, có nghĩa là chúng ta dịch cái chữ tương tác là nó quá dễ hiểu, quá sát nghĩa. Còn nếu cái người đọc hiểu tiếng Anh, người ta chỉ cần nhìn thấy cái dòng chữ này là người ta hiểu được cái chữ này mang nghĩa là gì rồi. Giống như thầy làm việc với các bạn đó, các bạn nghe xong cái video của thầy, các bạn xem hay, các bạn nhấn thích, các bạn nhận xét rồi cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn lại vân vân. Đó là sự tương tác đó các bạn, đó là tương tác đó, interact đó các bạn ha. Đó, ok. Đó, ok như vậy các bạn nha. Rồi, tiếp tục là software này rất dễ các bạn ha. Đây là cái phần mềm trên máy vi tính đó các bạn. Đây, chương trình, những chương trình mà nó được biểu hiện thị, nó được trình diễn, nó được thực hiện bởi một cái máy tính, bởi cái máy tính đó, người ta gọi là phần mềm của máy tính này các bạn nha. Đó, rồi cái cuối cùng, phần cứng thì chỉ còn cái câu D thôi đúng nào. Phần cứng cái này rất là dễ nè các bạn. Đây, một phần này các bạn này, một cái phần vật chất này đó, một cái phần chất liệu vật chất nào đó mà sao, của một cái máy tính, của một cái hệ thống máy tính đó, chúng ta hay gọi là phần cứng đó các bạn. Đó, ok.
Rồi như vậy là cái bài tập số 1 là chúng ta nắm như vậy là tốt rồi. Đó, như vậy các bạn nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2 cũng như cái bài tập số 3 và phần sau luôn. Đầu tiên là bài tập số 2. Bài tập số 2 người ta đề nghị mình làm gì? Người ta đề nghị mình là quyết định ba lựa chọn dưới đây. Một trong ba lựa chọn dưới đây là cái tiêu đề tốt nhất cho cái đoạn văn. Rất dễ các bạn, khi mình vừa dịch xong cái đoạn văn rồi thì bây giờ mình chọn một trong ba cái tiêu đề, một trong ba cái này là sự lựa chọn tốt nhất để đặt cái tiêu đề các bạn. Đặt cái tiêu đề tốt nhất nó không phải là chuyện dễ đâu các bạn. Đặt làm sao mà nó phù hợp với cái nội dung của cái bài viết, của bài viết của người ta đó. Đó là một vấn đề rất là lớn, đó không phải đơn giản đâu. Rồi vậy thì chúng ta xem chọn cái tiêu đề nào hợp lý. Máy vi tính, một phát minh mới. Thực ra trong bài này người ta không đề cập gì phát minh mới cũ gì nhiều cả. Có chăng người ta nói một cách ngắn gọn thôi, rất là dễ thôi, một phần lớn nó đóng vai trò một phần rất là quan trọng trong cuộc sống chúng ta phải thôi, chứ người ta không đề cập đến phát minh mới, phát minh cũ như nào vân vân. Cho nên phương án này là khả năng chúng ta sẽ loại rất là cao, cao nhất luôn nha. B, máy vi tính đã trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Đây là khả năng lựa chọn rất cao các bạn, 80% chứ không ít gì, khoảng từ 80% trở lên. Và cuối cùng, máy vi tính có thể làm gì, có thể làm gì? Xin thưa, nếu cái này 80% thì cái này gần như là 100% luôn các bạn. Bởi vì trong xuyên suốt cái bài này á các bạn, trong xuyên suốt cái bài này á, là máy vi tính đã làm được vô cùng nhiều việc các bạn. Từ việc đánh máy gửi thư, từ việc đi mua sắm tham quan ngắm cảnh, có đầy đủ tất cả luôn. Như vậy là rõ ràng đây mới là cái mà cái tựa đề phù hợp nhất cho chúng ta các bạn nè, 100% luôn các bạn. Chứ còn cái này thực ra đặt tiêu đề cho cái này thì nó cũng không có quá sai, nhưng nó không sát lắm. Bởi vì máy vi tính trở thành một phần của cuộc sống của ta, chúng ta thì chúng ta phải nói được à, cái máy vi tính nó trở thành một phần cuộc sống của chúng ta như thế nào, nó đóng vai trò như nào, có rồi rồi nó gắn liền với cuộc sống chúng ta từ lúc chúng ta ngủ đến đến lúc chúng ta thức như thế nào, mình phải diễn tả nó sâu hơn một tí. Chứ thực ra nếu mà đưa cái tựa đề này nó không phù hợp với cái bài này, mà phải như thế này nó mới phù hợp đó các bạn nha. Đó, đây là cái kỹ năng, đây là cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 chúng ta là làm việc theo cặp, trả lời những câu hỏi sử dụng những cái gợi ý dưới đây. Rồi, rất là dễ các bạn ơi, bài dịch, bài đọc chúng ta đã làm rồi thì bây giờ chúng ta làm rất dễ thôi. Đầu tiên, một cái máy vi tính có thể làm gì để giúp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Quá đơn giản các bạn ha. Nó giúp chúng ta làm sao? Nó có thể giúp chúng ta, các bạn có thể bắt đầu câu trả lời này bằng cách là It can help us. Đó. Rồi bắt đầu. Nó có thể giúp chúng ta làm sao? Bây giờ các bạn nhìn đây. Đây, những cái chỗ mà nó giúp chúng ta rất nhiều các bạn. À đây, người ta gợi ý chúng ta nè, thì chúng ta trả lời thôi. Nè, đi đến cửa hàng mua sắm, trả hóa đơn, đọc sách báo tạp chí, nhận thư từ, gửi thư từ, học ngoại ngữ vân vân. Đây, trong cái bài này nó đã, trong cái phần đầu, cái đoạn đầu nó giúp rõ cho chúng ta này, nó giúp chúng ta làm sao? Đi mua sắm nè, đến văn phòng nè, đó, đến những tham gia các trận đèn nè, giúp chúng ta trả hóa đơn nè, đó, rồi giúp chúng ta đọc báo tạp chí nè, và giúp chúng ta nhận thư từ nè, giúp chúng ta gửi thư từ nè, và giúp chúng ta, thậm chí có thể giúp chúng ta học ngoại ngữ trên một máy tính luôn. Đó các bạn ha, các bạn nhớ sau cái này á, sau cái us này là kiếm cái động từ vô mà viết nha. Đây động từ nè, động từ này, visit shop là một nè, office luôn nè, places luôn nè, vâng này tới đây. Rồi tiếp tục, help us, giúp chúng ta trả hóa đơn, rồi giúp chúng ta đọc sách báo, rồi giúp chúng ta nhận thư từ và gửi thư từ, và giúp chúng ta có thể học ngoại ngữ, vâng các bạn ha. Rồi như vậy là câu 1, như vậy là các bạn ok nhá. Bây giờ sang câu 2. Tại sao một cái máy vi tính lại có thể là một cái thiết bị, một cái dụng cụ màu nhiệm huyền diệu, kỳ diệu như vậy? Tại sao? À, tại vì nó có thể gì? Nó có thể tính toán một cái máy tính nè, một cái lưu trữ điện tử nè, một cái máy đánh chữ kỳ diệu nè, một cái công cụ giao tiếp cá nhân nè, và co cho giải trí nè. Thì các bạn dựa vô hai cái đoạn còn lại các bạn trả lời, bởi vì nó có thể, các bạn có thể bắt đầu với cái trả lời câu số 2 này. Các bạn có thể bắt đầu bằng câu như thế này: Because it is gì các bạn? Capable
capable các bạn nha. It is capable because it's capable of. Rồi, of rồi các bạn ghi ra phía sau này là gì? Đây, các bạn nhìn đây. Đây, sau khi các bạn đã viết xong chữ of rồi này. Đó, rồi các bạn viết nó có thể làm gì? Doing almost everything you can see to, đúng nào? Rồi, it is a capable, các bạn viết hết cái đoạn này luôn cũng được. Rồi thậm chí các bạn viết xuống dưới này cũng được. Rồi viết hết cả đoạn này cũng ok, không sao hết. Các bạn viết không có sai gì hết. Nhưng các bạn tinh gọn lại ngắn nhất có thể là được nha các bạn nha. Đây, các bạn dựa vô cái gợi ý người ta để các bạn viết tinh gọn lại cho mình nha. Ok, nó nằm trong hai cái đoạn này. Rồi, nó có thể chứa đựng thông tin, nó có thể làm bất cứ một việc gì chúng ta có thể ra làm. Thậm chí các bạn viết tới đây cũng được rồi nè. It is capable of doing almost anything you ask it to là được rồi. Tới đây là 99.99% là chấp nhận được. Ok các bạn nha. Đó, còn nếu các bạn viết dài ra cũng được, không sao hết. Ok, rồi, đó là bài tập số 2. Bài tập số 3 chứ các bạn. Rồi, cũng gần hết 3 bài tập đúng không? Bây giờ chúng ta xem cái phần sau khi chúng ta luyện đọc á, là người ta đề nghị mình làm gì? À, người ta đề nghị mình tiếp tục làm việc theo cặp và thảo luận những cái sử dụng khác này, những cái việc sử dụng khác của máy vi tính trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy thì trong cái máy, trong cái bài đọc này chúng ta có rất nhiều cái quá trình sử dụng rồi, nhiều cách sử dụng máy tính rồi đúng không? Thì bây giờ mình gửi cho các bạn thêm một vài cách sử dụng nữa, một vài cái việc sử dụng nữa của máy tính mà cũng mà trong bài tập bài này nó chưa đề cập cho chúng ta. Ví dụ như là máy tính có thể là gọi điện thoại cho chúng ta cũng được nè. Đó. Rồi đèn tín hiệu giao thông cũng được nè. Đó, vừa máy tính là làm được nè. Thậm chí là đồng hồ của chúng ta, tất cả đều được sao các bạn? Đều được điều khiển, lập trình, hướng dẫn bởi những chiếc máy vi tính này. Thậm chí là làm đẹp nữa các bạn, vân vân. Rất là nhiều thứ đúng không nào? Rồi, trang điểm á, trang điểm các bạn. Rồi, như vậy là bài tập số 1, bài tập số 2, bài tập số 3, phần sau khi và phần sau khi luyện đọc của Unit 5 này thì chúng ta kết thúc tại đây. Hy vọng các bạn thấy video này tốt cho các bạn và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.